Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Cái Nước, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an thành phố Cà Mau bắt đối tượng Võ Thanh Quang, tên gọi khác là Phú, sinh năm 1995, cư ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn. Đây là đối tượng còn lại trong băng cướp tài sản xảy ra vào sáng sớm ngày 3 tháng 4 tại xã Khương Mỹ, huyện Cái Nước. Khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra, Võ Thanh Quang thừa nhận đã cùng 3 đối tượng là Võ Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1996, cư ngụ xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, Trần Quang Phụng, sinh năm 1995, hiện tạm trú cùng xã với Tuấn và Trần Minh Đan, tên gọi khác là An, sinh năm 1990, sống lang thang, đã bàn bạc và thống nhất sử dụng mô tô để thực hiện hành vi cướp điện thoại di động của một người dân tại địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước vào sáng ngày 3 tháng 4. Sau khi ba đối tượng Tuấn, Phụng và Đan bị bắt, Quang đã nhanh chóng đem bán chiếc điện thoại di động cướp được lấy tiền tiêu xài và lẩn trốn. Đến chiều ngày 11 tháng 4 thì y bị các trinh sát bắt giữ. Được biết, Quang là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy. Hiện tang vật của vụ việc đã được thu hồi và đang tiếp tục điều tra mở rộng.